Chiều ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận bàn giao trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Australia viện trợ để phục vụ huấn luyện và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình cho các sĩ quan Việt Nam. Các trang thiết bị trong gói viện trợ của Bộ Quốc phòng Australia gồm có một bộ thiết bị dịch song song với 100 tai nghe, 15 máy chống rung tim ngoài lồng ngực dùng cho huấn luyện, 20 thiết bị bộ đàm vô tuyến. Sau khi bàn giao, các trang thiết bị sẽ được sử dụng vào việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và huấn luyện nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 và đội công binh số 1, cũng như các đối tượng huấn luyện khác của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sau này. Qua đó góp phần hỗ trợ các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, chuẩn bị lực lượng tốt hơn nữa, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của Liên Hợp Quốc và thực hiện sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình của Việt Nam.